Alo, mời cả nhà cà phê nhá. Hôm qua em bận quá, hôm nay nay mới quay lại được. Có nghe thấy không ạ? Mọi người có nghe thấy không ạ? Chờ em chút xíu, cho em khoảng 2 phút ạ. Em kiểm tra lại cái máy hệ thống nha. Hôm qua bận quá, hôm nay quay lại nói chuyện với mọi người. Chào Nguyễn Anh. Hello, buổi sáng tất cả mọi người. Dạ. Hôm nay buổi sáng nay á thì em sẽ cập nhật lại các cái thông tin dữ liệu của cái danh sách 70 cổ phiếu cơ bản á. Em cập nhật lại tất cả các cái số liệu cả về giá, về các cái dữ liệu. Rồi em đang tính toán lại cái tỷ lệ tăng trưởng trung bình á, bình quân á. Thì có gì thì cái này nếu mà là em làm xong thì em sẽ gửi lại cho tất cả mọi người. Anh chị theo dõi để lại cái thông tin mail á, có gì em gửi mail cho các anh chị. Cập nhật cái danh sách 70 cổ phiếu cơ bản tốt nhất thị trường á. Để lại mail ở dưới á, anh chị để lại mail ở dưới á, em sẽ gửi cho. Em cập nhật hết thì đã chắc là khoảng hết tuần này á, em cập nhật hết các số liệu. Em có đánh giá cái hạng của cổ phiếu á. Và cũng có định giá luôn. Có định giá luôn cho anh chị luôn. Ok, anh chị nào hào hứng thì để lại cái thông tin mail ở dưới á. Hoặc là để lại số điện thoại đi. Nhắn tin cho em gửi cho. 70 cổ phiếu cơ bản dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng chơi được. Bởi vì thanh khoản của rất nhiều cổ phiếu nó thấp. Thấp nhưng mà mình mua khoảng một vài ngàn thì chắc ok thôi ạ. Đúng không? Sáng sớm nay thì trời đẹp. Ở đây thì mạng cũng tốt nữa, hôm nay mạng tốt lắm. Mạng hôm nay tốt, trực tiếp tốt đấy ạ. Cho em xin mỗi người một cái like nhá. Lấy buổi sáng nay khoảng tầm lấy 100 like đi ạ. Ok không ạ? Để em lấy động lực để em nói về cái chuyên đề bản chất của kỳ vọng tăng giá. Dạ, lấy khoảng tầm 5-70 like gì đấy thì nói lấy khoảng 10 phút về cái bản chất kỳ vọng tăng giá. Có khi nào mà các anh chị với lại mọi người ở đây đặt cái câu hỏi là tại sao mà có những cổ phiếu á, làm ăn rất là tốt, lợi nhuận rất là tốt nhưng mà nó không có tăng giá, không tăng giá, mà rồi có những cái cổ phiếu á làm ăn không tốt mà giá nó lại vẫn tăng. Có người cho rằng là có những cổ phiếu nó tăng giá là do có đội lái, có một nhóm nào đó đầu tư rồi kéo giá. Thực ra thì cũng không sai, cũng có những cổ phiếu như thế thật. Nhưng mà phần lớn là do cung cầu thị trường. Nhưng tại sao cung cầu thị trường có những cái thì tăng, có những cái không tăng, mặc dù kết quả kinh doanh cũng rất tốt. Vậy có ai đặt ra cái câu hỏi là bản chất của cái kỳ vọng tăng giá này nó nằm ở đâu không ạ? Kỳ vọng tăng giá và cái giá thực tế thị trường nó tăng, nó có tỷ lệ lệ thuận với nhau không ạ? Có không ạ? Có đặt ra vấn đề này không ạ? Nếu mà đặt ra cái câu hỏi này thì em sẽ đi tranh luận, đi tìm hiểu với anh chị về cái vấn đề là cái bản chất của cái kỳ vọng tăng giá là như thế nào. Em mở cà phê ép nha. Cà phê ép nha. Em lấy ví dụ một vài cổ phiếu đi.
rất rất tốt luôn, mà giá thì nó không chịu tăng trong vòng cả năm vừa rồi. Rồi ok, để em mở. Em lấy ví dụ như là ví dụ như Quê Hàn Việt Đức chẳng hạn. Anh chị có biết cái cổ phiếu này không ạ? Quê Hàn Việt Đức ạ. Chỉ số rất là tốt, PE rất là thấp, giá trị đầu sách cao. Giá thì cứ quay quay vùng 40 ạ. Em lấy ví dụ như thế. Ví dụ nữa là ví dụ như nhựa Bình Minh chẳng hạn, nó không chịu tăng, nó cứ lầy hoài ở đây à, lâu lắm rồi á. Nếu mà nhìn trên biểu đồ kỹ thuật thì chắc là cũng phải mất 4-5 tháng rồi nó không chịu tăng. Lý do tại sao? Theo anh Hân thì là dòng tiền đến đâu tăng đến đó. Đương nhiên là dòng tiền đến đâu tăng đến đó, nhưng cái dòng tiền nó đến nó phải có cái kỳ vọng. Và cái kỳ vọng tăng giá đó nó đến từ đâu cơ? Bản chất thì em muốn nói cái bản chất cơ. Bởi vì sáng sớm nay em có tính cái, em dùng cái công thức để tính cái tỷ lệ phần trăm tăng trưởng đều á, trong vòng nhiều năm á. Hôm bữa em có nói với mọi người về cái tăng trưởng năm sau so với năm trước, rồi sau đấy lấy cái tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất để làm cái chuyện là tính cái PEG. Nhưng mà sáng nay thì em dùng cái công thức để tính cái công thức, hoặc là có một giải pháp thì hôm bữa em bảo định tính bày cho anh chị, nhưng cái giải pháp đó em tính lại trong cái cuốn sách mà quy tắc số 1 á, nó có dùng cái giải pháp quy tắc 72 á, nhưng mà nó không chính xác lắm nên thôi em không bày cái đó nữa, cái đó nó không chính xác. Dạ. Thì mọi người có đặt ra cái câu hỏi là tại sao mọi người cứ ở cái nhóm phân tích nào cũng nhóm phân tích nào họ cũng nói về cái tỷ lệ tăng trưởng. Vậy tăng trưởng là để làm gì? Tại sao cứ tính là tăng trưởng của doanh thu này, tăng trưởng của lợi nhuận này, tăng trưởng của lợi nhuận trên một cổ phiếu này, rồi tăng trưởng vốn chủ sở hữu này. Sách viết cũng phải viết về cái đó, nhà phân tích cũng phân tích về cái đó, và cũng sử dụng cái đó để dự báo lợi nhuận của tương lai. Vậy thưa với anh chị là em trả lời luôn cái câu hỏi là bản chất của tăng giá nó nằm ở cái kỳ vọng tăng trưởng. Những cái cổ phiếu, những công ty mà không chịu lớn á, tức là năm sau với năm trước vẫn làm ăn tốt, vẫn làm ăn tốt, vẫn có lợi nhuận tốt trên vốn chủ sở hữu luôn, xuất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu cũng cao luôn, nhưng mà giá nó không tăng. Nó không tăng bởi vì có một cái vấn đề như về mặt bản chất á, là nó không tăng là do nó không có khả năng tăng trưởng hoặc không tăng trưởng, tức là không chịu lớn á. Một đứa con á, mà đẻ ra khỏe thì nó có khỏe, nhưng nó không chịu lớn. Khỏe, nó ăn tốt, ngủ tốt, khỏe, nhưng không chịu lớn. Nó không chịu lớn thì nó đồng nghĩa với việc nó không tăng được, nó không tăng trưởng. Nó không tăng trưởng thì kỳ vọng tăng giá không có. Kỳ vọng tăng giá về mặt tương lai á, bản chất của nó là chính là cái dự báo trước của cái kỳ vọng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hay vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp làm ăn rất đàng hoàng, rất tốt, nhưng không lớn. Năm sau với năm trước giống nhau, năm sau lợi nhuận vẫn bằng năm trước, hoặc là cao hơn năm trước, hoặc có khi thấp hơn năm trước. Vốn chủ sở hữu không chịu tăng, bao nhiêu phần lợi nhuận sinh ra thì chia cũng tức hết, chia cũng tức bằng tiền luôn á. Hết thì vốn chủ sở hữu nó không tăng, và năm sau vẫn cứ thế, không chịu lớn, không chịu lớn. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam như thế đấy. Và chính vì không nhiều lớn nên là các anh chị phải đặt ra vấn đề là thực ra thì có một số cổ phiếu, cũng mọi người nói cũng không sai, là nó có nhóm, có đội, có dòng tiền, bất đắc kỳ tử thì nó lên, lên kiểu đó thì lên không bền được, nó chỉ lên trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó nó sẽ xuống lại, nó trả lại những cái gì vốn dĩ là của nó. Nhưng cái động lực tăng giá một cách bền vững á, nó đến từ tăng trưởng. Doanh nghiệp không chịu tăng trưởng thì nó không tăng giá. Nó có tăng giá thì nó lại cũng trả lại thế thôi à. Bởi vì xét cho cùng á, dù doanh nghiệp làm ăn tốt, cũng giống như anh chị bây giờ em nói, em giải thích về bản chất cho anh chị có nào. Cái này có khi nói với dân phân tích thì không có gì đâu, họ hiểu vấn đề. Nhưng có rất nhiều người
thực ra là đang đầu tư nhưng mà cũng không hiểu lắm chuyện này. Em thì em cũng chia sẻ thật là có hai thứ rất là khó. Cái khó thứ nhất đó là tưởng mình biết và mọi người cũng biết, nhưng em nghĩ là nhiều người không biết, nên cái dám đầu tiên là dám nói cho mọi người cái thứ mình biết. Cái dám thứ hai nữa đó là có rất nhiều người hiểu nhưng nói cho người khác hiểu là một điều rất là khó. Dám nói với mọi người về cái thứ mình hiểu là một chuyện, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là nói làm sao để cho mọi người hiểu, đó là chuyện thứ hai. Không phải là các bạn hiểu, các bạn phân tích, có thể có rất nhiều bạn phân tích xem video của mình, các bạn hiểu, nhưng rất nhiều người không hiểu. Và mình đang kỳ vọng rằng là mình cố gắng nghiên cứu, diễn đạt làm sao để cho cái tính đại chúng của lĩnh vực tài chính nó cao hơn, nhiều người hiểu vấn đề hơn, giải thích về mặt bản chất sự việc, chứ không phải là nói cái ngọn, không phải là đưa ra là theo ý kiến chủ quan của phòng phân tích chúng tôi, định giá cổ phiếu XYZ là, đó là cái ngọn. Nhưng cái gốc mà mọi người đều có thể làm được, nhìn không sâu được giống như các bạn, nhưng mà nhìn cái tổng quan là nhìn được. Thì mình đang nói về cái đưa ra tất cả những cái vấn đề mang tính chất nền tảng luôn á, là bản chất của nó là thế. Tăng được hay không là nhờ vào tăng trưởng, kỳ vọng tăng trưởng, kỳ vọng tăng giá cũng chính là kỳ vọng tăng trưởng. Giá nó có thể là hàm thử biểu đi trước về mặt lợi nhuận, đi trước về mặt tăng trưởng. Giá nó cũng có thể là đi sau. Thì em giải thích, em đang đi vào cái vấn đề giải thích nha. Bây giờ anh chị có 100 triệu đi. Nếu như thực tế không có cái tăng trưởng gì của cái 100 triệu đó, anh chị gửi vào ngân hàng, mặc định lãi suất của nó là 4% một năm. Định kỳ hàng năm anh chị lấy lại, nó có thể lấy theo tháng hoặc lấy theo cuối năm. Thì cái 100 triệu đó nó không thay đổi, nên là cái đó là ấn định. Thì em giả định là thị trường là định giá đúng một doanh nghiệp nào đó, thì cái giá hiện tại của cái doanh nghiệp đó nó đã hiển thị cái bản chất đúng của nó rồi. Mà về tương lai nó không có tăng trưởng gì hết, nó không thay đổi gì hết, nó vẫn cứ thế, thì cái giá đó là giá cố định. Nó chỉ loanh quanh ở đó thôi mà nó không tăng ở đâu. Thì những cái cổ phiếu đó là những cổ phiếu cho những người không ưa tính rủi ro và muốn có suất sinh lời ổn định cao hơn lãi suất ngân hàng. Em lấy ví dụ như cổ tức những cái công ty như thế, nó chia rất là đều đặn. Mỗi năm nó chia là 7%, 20%, 25%. Nhưng mà tính những cái chi phí vốn của anh chị bỏ ra thì có khả năng nó sẽ cao hơn ngân hàng. Ngân hàng thì được 4%. Nhưng mà anh chị lấy cái cổ tức nhận về chia cho cái giá anh chị mua thì nó sẽ cao hơn, là đạt đến có khi 7-10%. Thì anh chị có cái phần đó là ổn định. Phần giá thì kỳ vọng về giá tăng giá là không có, bởi vì nó không thay đổi về mặt bản chất doanh nghiệp, không chịu lớn. Những cái đứa con không chịu lớn là những đứa con rất, nó tăng trưởng tốt, nó làm ăn tốt, nó có lợi nhuận tốt, nhưng nó không chịu tăng trưởng. Anh chị hiểu ý em nói không ạ? Có hiểu cái ý em đang chia sẻ với các anh chị không ạ? Tức là em đang nói về cái vấn đề là bản chất của cái động lực tăng trưởng á. Đấy, cái bản chất của cái động lực tăng trưởng nó đến từ đâu á? Là nó đến từ những cái thứ em đang nói đó. Các cái quỹ, các cái tổ chức, các cái định chế tài chính lớn hay những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đánh giá và định giá doanh nghiệp, họ kỳ vọng vào giá cả thay đổi về mặt tương lai. Thì họ cũng có nhiều cái yếu tố khác nhau lắm, nhưng yếu tố nền tảng và then chốt nó vẫn là cái động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Vậy nếu như anh chị đầu tư để mong ăn chênh lệch giá thì hãy hướng vào những doanh nghiệp mà có tốc độ tăng trưởng lớn, duy trì được tốc độ tăng trưởng. Còn với các quỹ đầu tư lớn nó có hai cái trường phái của các quỹ. Có những quỹ nó cũng giống như nhà đầu tư mà không ưa tính rủi ro, họ tính toán đến cả những cái lợi ích mà họ nhận được mang chất bền vững, ổn định về mặt cổ tức, hay là về mặt ổn định cái dòng tiền để tránh mất giá, và mức sinh lợi của họ cần là rất thấp. Nhưng cũng có những quỹ họ giao dịch theo cái trường phái mà kỳ vọng thay đổi về mặt giá, thì họ hướng tới những danh mục của cổ phiếu là tăng trưởng cao. Vì vậy nếu phải xác định tư duy ban đầu của anh chị là đầu tư vì cái sự ổn định hay đầu tư về chênh lệch giá. Nếu đầu tư về chênh lệch giá thì theo em, theo cái nhận định cá nhân của em, thì hướng vào những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng ổn định và có xu hướng tăng trong tương lai. Ổn định là được, ví dụ như là trung bình cứ mỗi năm tăng trưởng 20% hay 15%, chứ không phải là cái tỷ lệ ROE, tức là tỷ lệ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu. Có những doanh nghiệp năm nào cũng đạt
được mức lợi trên vốn chủ sở hữu là 20%, 25%. Nhưng năm nào cũng thế. Ví dụ như vốn chủ sở hữu là 1.000 tỷ, mỗi năm lời được 200 tỷ, năm sau giống năm trước y chắc, không tăng trưởng thế nào. Thì những cổ phiếu đó đừng mong kỳ vọng lợi nhuận, đừng mong là cái kỳ vọng về mặt chênh lệch giá tăng giá. Anh chị có hiểu cái em chia sẻ không ạ? Chắc là mọi người cái phần nào không hiểu thì để em giải thích thêm sau. Thì em chia sẻ về cái bản chất của đó như thế. Thì đó là cũng là lý do tại sao mà em nghĩ rằng là những nhà đầu tư nhỏ như anh chị em nhà mình á đều kỳ vọng rằng mua vào và giá tăng. Nên em mới hướng anh chị vào những cái cổ phiếu, đây cái list danh sách cổ phiếu 7-80 cổ phiếu hoặc là vài cổ phiếu em hay giới thiệu á, là những cổ phiếu đang có tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận, nó quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước. Còn những cái cổ phiếu mà một đống lợi nhuận tốt lắm, xuất trình lợi trên vốn chủ sở hữu tốt lắm, xuất trình lợi trên doanh thu tốt lắm, nhưng mà năm nào không bằng năm nào, gần như không tăng. Thì đó là những đứa con không chịu lớn. Những đứa con mà không chịu lớn á thì ổn định, cổ tức ổn định thì xuất sinh lợi của anh chị cao hơn ngân hàng chút, nếu là nhận cổ tức rồi chia cho cái chi phí vốn. Nhưng kỳ vọng tăng giá là điều rất là khó. Có thể trong ngắn hạn có dòng tiền nhất định nó vào, nó tăng tí, nó lại trả lại vị trí đó. Em có thể chắc chắn về cái điều này, em dám chắc về cái chuyện này. Nên hơn thế nên em mới chia sẻ và phân tích một cách gọi là rất giản đơn để nhiều anh chị hiểu hơn về cái bản chất của kỳ vọng tăng giá và bản chất của cái vấn đề mà kỳ vọng tăng giá cả về mặt chung và dài hạn là nó đến từ bản chất của tốc độ tăng trưởng. Mạng nó hơi yếu chút ạ. Dạ. Em nói xong cái chuyên đề này thì anh chị ủng hộ em mới được có 40 người thích thôi ạ. Cho em lấy 100 người thích đi ạ. Để em nói tiếp, em cập nhật các cổ phiếu ở phía dưới ạ. Em mấy bạn ở đây chia sẻ trên các cái diễn đàn giùm anh nhá, các cái nhóm giùm anh nhá. Chia sẻ giúp anh đi ạ, chiều hoặc là cuối tuần này anh làm xong cái 70, anh cập nhật lại cái 70 cổ phiếu cơ bản tốt đó, anh sẽ gửi mail cho mọi người. Mọi người để lại cái thông tin mail hoặc là thông tin số điện thoại á, hoặc nhắn tin cho Thắng theo số 0988277, à quên 0906 9988. Để đây cái số điện thoại này 0906 9988 05. Thì Thắng sẽ gửi cái link đó cho Thắng, cập nhật lại các cái chỉ số, những chỉ số cơ bản thôi, theo năm, chắc 5 năm thôi á, rồi Thắng tính một số cái vấn đề cơ bản hoặc là định giá giản đơn á, dùng giải pháp định giá giản đơn đưa ra một cái giá giả định cho anh chị. Thắng sẽ cập nhật cho anh chị, để lại mail đi ạ, để lại mail hoặc là nhắn tin cho số điện thoại đấy thì Thắng sẽ gửi cho anh chị. Với lại bên công ty em á, BSC á, có cái báo cáo chiến lược của năm 2017 rồi, hiện thế em sẽ gửi cho các anh chị luôn. Có báo cáo chiến lược năm 2017 rồi, rất nhiều nhà đầu tư nhỏ không nhận được đâu, không có đâu. Bên em thì báo cáo này thì thường hay rất là sớm, có rồi. Hôm qua anh Long trưởng phòng phân tích, hôm qua mới vào phòng em có video buổi chiều qua, em có nói chuyện với anh Long là trưởng phòng phân tích, cái giám đốc phân tích á, thì mới gửi đây cho em rồi, thì em sẽ gửi cho các anh chị. Để lại mail đi ạ, để lại thông tin mail hoặc là nhắn tin cho em vào số điện thoại á, thì em sẽ nói cho anh chị. Giúp em một tay chia sẻ trên các cái diễn đàn á, để cho em sẽ gọi là nói chung là đại chúng các cái vấn đề của em lên. Em muốn là không chỉ những dân phân tích, dân tài chính hiểu được vấn đề, mà em muốn rằng là cái vấn đề đầu tư tài chính này á, nó thông dụng hơn, nó phổ biến hơn, nhiều người biết hơn và hiểu dễ vấn đề, nó đơn giản hơn chứ không có phức tạp. Và cũng muốn hiểu được cái vấn đề là từ góc độ bản chất của sự việc, chứ em không muốn nói đến cái câu chuyện là chỉ là cái ngọn, chỉ là nghe là bảo là định giá là như vậy, hay là nghe là nó cái ngọn của vấn đề, mà em muốn hiểu, mọi người cùng hiểu một cái bản chất của sự việc. Em sẽ nói lần lượt từng cái bản chất của sự việc, bản chất của phân tích kỹ thuật, bản chất của phân tích cơ bản, bản chất của kỳ vọng tăng giá, rồi bản chất của các cái đường chỉ báo luôn. Em làm lần lượt nhiều thứ để nói và chia sẻ với anh chị lắm ạ.
Được không ạ? Các anh chị ủng hộ em nhá. Thì xong cái sơ sơ cái bà cái vấn đề là đấy, còn nếu cái gì không hiểu thêm nữa thì các video sau á thì em sẽ cập nhật thêm với anh chị. Thì hơi anh chắc là anh chị nào không hiểu thì xem lại chút xíu nữa em đăng lại cái video này thì sẽ xem lại được. Em lại được cái video này thì cố gắng hiểu dùm cho em là về cái bản chất của kỳ vọng tăng giá và phân loại cho xem mình là nhà thuộc nhà đầu tư cái tip nào. Theo cái tip đầu tư như nào thì để chọn lựa. Thì sau này em sẽ nói đến cái chỉ số beta, tức là cái tỷ lệ biến thiên của giá. Thì những cổ phiếu mà không có tốc độ tăng trưởng á, thường có beta thấp, tức là biến thiên giá của nó rất là thấp, nó gần như không có biến thiên giá. Còn những cái cổ phiếu mà nó gộp luôn cả hai dòng, nó là dòng đầu cơ và dòng có lái, nó cũng có beta cao, và những dòng tốc độ tăng trưởng cao nó cũng có beta cao, tức là nó thay đổi về giá rất là lớn. Bây giờ em quay sang cập nhật các cái cổ phiếu ở dưới để trước khi đến giờ giao dịch, khoảng tầm 5 phút nữa giờ giao dịch chứ. Thì em cập nhật sơ qua mấy cổ phiếu mà em có để dưới á, anh chị nào có quan tâm thì lắng nghe nhá. Cái cổ phiếu đầu tiên mà em đang muốn nói đến đây á, đó là cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen thì còn 1-2 ngày tới nữa là họp đại hội cổ đông. Một số thông tin tại đại hội cổ đông á thì đã public rồi, đã gửi các nhà đầu tư rồi, đã công bố trên báo rồi. Nó xoay quanh cái vấn đề kết quả kinh doanh này, kế hoạch kinh doanh năm 2017 này, và cập nhật lấy ý kiến biểu quyết về cái dự án Cà Ná. Đó là về mặt thông tin. Lợi nhuận của Hoa Sen năm 2016 á thì đến từ doanh thu và lợi nhuận, tức là đến từ cái phần mà năm 2016 cái chi phí vốn ngày xưa của Hoa Sen về thép cũng thấp, doanh thu năm nay cũng cao nên Hoa Sen tăng rất là tốt. Năm 2016 là Hoa Sen là một trong những cổ phiếu tăng gọi là sóng của ngành thép luôn á. Năm 2016 là năm được gọi là sóng ngành thép, nhiều người giàu lên nhờ vào thép, ăn sắt thép nhiều, năm nay giàu lên nhờ thép. Nhưng mà nếu mà cập nhật ở thuần phân tích kỹ thuật á, nhìn trên biểu đồ á, thì Hoa Sen sẽ có động lực tăng trong 3 phiên tới nữa. Em nghĩ là khoảng 3 phiên tới anh chị, 3 phiên tới, 4 phiên tới nữa, có khả năng đủ tê á. Nếu mua hôm qua hôm nay là đủ tê luôn á, ăn trọn tê luôn á. Em chỉ cập nhật theo hai chỉ báo giản đơn á, 3 cái MACD này, Ichimoku này, Ichi này, và cái nến Hakenashi á. Đây các anh chị, anh chị không nhìn được biểu đồ nên hơi khó, nhưng thôi để em cập nhật bằng miệng nhá. Về phần MA ngắn hạn á thì nó đang có tín hiệu tiêu cực, tức là MACD đang có dấu hiệu cắt xuống. Nhưng cái việc chớm cắt xuống và quay đầu cắt lên á, nó rất là dễ ở phần MA khi mà nó ở cái vùng đỉnh, bởi vì nó hay bị fail. Cổ phiếu mà MA chỉ đúng khi mà từ đáy đi lên hoặc là từ đỉnh cao đi xuống thì nó đúng chính xác. Còn á, khi mà trạng thái của cổ phiếu đi ngang á thì MA nó hay bị fail, tức là hay bị lỗi. Thì chỉ số MA thì nó hơi xấu chút, không sao cả. Nhưng mà về mặt Ichi á thì đếm ngày của em á thì khả năng á, hôm nay hoặc vào phiên mai sẽ có những vượt, thì sẽ vượt mạnh luôn, vượt đỉnh cũ luôn, vượt hẳn cái đỉnh cũ là năm 2 á. Anh chị lưu ý nhá, nó sẽ tăng là khoảng 7. Em đếm ngày thì em thấy khoảng tầm đến khoảng 11, tức là từ giờ đến cái ngày đại hội và sau đại hội một vài phiên, tất cả những cái thông tin tích cực ở trong đại hội nữa thì nó sẽ cộng hưởng tạo nên một cái đợt tăng trong vòng khoảng tầm 4 đến 5 phiên của Hoa Sen á. Hướng tới của Hoa Sen thì bởi vì nó là đỉnh của đỉnh, đỉnh của mọi thời đại, nên em không biết hướng tới như thế nào. Ngày xưa em có dùng một số cái mô hình để dự báo cái điểm đến, nhưng mà cái mô hình đấy em thấy cũng không đúng nên em không giả xài nữa. Nhưng mà dự báo theo cách của em á thì nó tăng khoảng thêm được 3 giá nữa, kỳ vọng là được 3 giá nữa là khoảng lên đến vùng 55 á, là về Hoa Sen. Còn cập nhật cái EMA á, EMA về Hoa Sen nhá. Em cập nhật cái EMA trên cái trang cổ phiếu số 8.vn á. Nó có cái EMA mà bữa em bày cho anh chị vào trong cái phân tích cơ bản giản đơn á. Phân loại giản đơn á. Thì EMA của cái Hoa Sen cực kỳ tích cực luôn. Anh chị mở cái cổ phiếu 8 ra rồi làm theo hướng dẫn hôm bữa em nói á.
thì cập nhật cái ba cái chỉ số EMA 5 ngày, EMA 20 ngày, EMA 50 ngày và EMA là 100 phiên á, thì nó đang xếp theo trật tự giá trên cùng, sau đến 5, 20, 50, 100. Và chỉ số VN Index cũng có cái trật tự này, đang bắt đầu sắp lại trật tự. Mấy hôm bữa nó giảm và mấy cái đợt vừa rồi á thì nói với anh chị là thị trường nó xấu nhưng nó đang có tín hiệu tích cực lại rất là tốt. Cực kỳ tốt luôn. Cái này thì các phòng phân tích ở đâu đấy nói là chỉ số đang có chốt lời chốt liếc này kia, thực ra là chốt lời ở chỗ thằng ngân hàng á. Nhưng không lo, ngân hàng ngừng giảm thì sẽ có anh khác hỗ trợ. Và chỉ số VN Index cũng đang được cái hỗ trợ khá là tích cực như vậy. Anh chị để ý dùm em á, chỉ số VN á cũng đang tích cực như thế. Ok ạ, Hoa Sen thì cơ bản như thế đi ạ. Giá thì hướng là 55. Tốc độ thì chắc khoảng 3 đến 5 phiên á. Còn về cơ bản thì khỏi nói nữa rồi, Hoa Sen những cổ phiếu em đã đưa ra là em chỉ đầu tư phân tích kỹ thuật trên nền cổ phiếu cơ bản. Và những cổ phiếu cơ bản của em là những cổ phiếu làm ăn tốt, tích cực, có thực trong cuộc sống. Hàng ngày anh chị nhìn thấy nó làm ăn kinh doanh và nó có tăng trưởng lợi nhuận quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước. Tức là tăng trưởng, có tăng trưởng thì mới đầu tư, mới có cái kỳ vọng tăng giá. Bởi vì em ăn kỳ vọng tăng giá chứ em không ăn cổ tức. Em không thích những cổ công ty nào mà làm ra lợi nhuận sau chia hết bằng cổ tức bằng tiền, rồi sau đấy là không tăng vốn chủ sở hữu và không có để lại tiền để đầu tư tái đầu tư. Mà em ưng những cổ phiếu nào mà không có chia gì hết á, để lại tái đầu tư. Công ty phải tự lớn, hàng ngày năm này phải lớn lên. Lớn lên thì quy mô nó mới cao lên, doanh thu và thị phần nó mới lớn mạnh và nó mới đứng ở những cái top hàng đầu, thì cái lợi thế cạnh tranh của nó mới cao. Em thích những cổ phiếu như thế. Chứ em không thích những cổ phiếu mà có nghìn tỷ thì 10 năm sau nó vẫn cứ là nghìn tỷ. 100 năm sau thì nó cũng vẫn nghìn tỷ, nó không chịu lớn á, tức là không chịu bước thì người khác sẽ bước qua mặt. Và đến khi giống như em nói chuyện, nó giống như chuyện nghìn kim á, hay là thế giới số Trần Anh nhá, thế giới số á. Khi thế giới động làm mạnh quá các ông không chịu bước, lâu nay các ông chỉ có vài ba cửa hàng thôi, thế giới động làm mạnh quá. Thế là các ông mới sốn vó lên, bắt đầu bây giờ mới bước. Xin thưa là lâu nay không chịu bước mà để thằng khác nó bước qua mặt rồi thì không bao giờ lùa theo được chúng nó nữa. Nó đi nhanh lắm. Nên em ghét những cái công ty nào mà dù làm ăn tốt nhưng không chịu tăng trưởng, không chịu lớn lên. Trong điều kiện kinh tế là kinh tế thị trường, kinh tế mở mà lại không chịu lớn, cứ ý cái lợi thế cạnh tranh của mình. Cứ ngồi đó một chỗ là nó bao nhiêu chia hết đi. Họ vô nhau đem chia đi, sau đấy đi nhậu, đi ăn hết đi. Doanh nghiệp đấy không có gì để mà phải đầu tư, để mình kỳ vọng đầu tư cả. Và mình cũng không có kỳ vọng tăng giá gì ở những doanh nghiệp đấy đâu ạ. Tiếp theo là Hòa Phát. Hòa Phát thì thứ nhất là sau khi lấp gáp ở vùng 43, hôm bữa em có nói lấp cái gáp nó vượt 43, sau đấy nó lấp cái gáp vùng 43 thì nó có hai phiên tăng, một phiên tăng mạnh hôm bữa mùng đầu năm, mùng 3 tháng 1 năm 2017. Phiên hôm qua yếu đi một chút nhưng phiên hôm nay khả năng tăng tiếp, vẫn chu kỳ tăng hướng đến của Hòa Phát là sẽ là 46, 48. Rủi ro thì mua ở vùng dưới 43 thì nó không có rủi ro nhiều. Trên này thì có rủi ro giảm lại, nhưng rủi ro này cũng thấp. Bởi vì khi mà đã đi vào cái xu hướng tăng vượt đỉnh này, vượt đỉnh á, thì yên tâm đi, Hòa Phát sẽ thành một chu kỳ mới. Không những 48 ngắn hạn mà dài hạn em còn kỳ vọng nó sẽ xa hơn nữa. Trên Ichi á, thì theo đếm phiên á, thì thực ra cái điểm mua tốt nhất là phiên cuối năm á, cuối năm 2016 á. Còn phiên ngày 3 tháng 1 thì cũng tốt. Phiên này thì có thể là gia tăng, bởi vì phiên này cũng chỉ bằng cái phiên đóng cửa của ngày mùng 3 tháng 1 thôi. Có thể gia tăng tỷ trọng, xem xét gia tăng tỷ trọng ở những cái phiên mà điều chỉnh xuống của Hòa Phát. Em nghĩ Hòa Phát vẫn tăng tốt cả về MA ngày. Em bởi vì em cập nhật để giao dịch ngắn hạn nên em chỉ sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật trên ngày thôi nhá anh chị. Còn tuần thì em cập nhật rồi, những cổ phiếu em đưa ra là những cổ phiếu mà trên tuần và tháng thì cũng tạm ổn anh chị ạ. Tạm ổn, nhìn được, đẹp. Về cơ bản thì không phải nói nữa, em đã chọn cổ phiếu thì khỏi phải nói cơ bản luôn. Thông tin anh chị cứ cập nhật lại nhá. Hòa Phát thì theo Ichi á, thì khả năng cả về MA cả Ichi thì em nghĩ là Hòa Phát đầu tiên là sẽ công phá cái vùng đỉnh cũ 466.
46 trước đi. Chắc cũng nhanh thôi à. Hoa Sen đi Hòa Phát theo Nam Kim cũng vậy anh chị ơi. Có ai hỏi về Nam Kim á? Thì Nam Kim thì nó có cái đặc điểm xấu hơn là đợt trước nó tăng mạnh quá. Cái câu chuyện là khi tin chưa ra mà giá đã tăng mạnh thì đến khi tin ra thì giá sẽ giảm điều chỉnh. Điều chỉnh đến khi không điều chỉnh được nữa thì sẽ tăng lại. Nam Kim là trường hợp như vậy. Nam Kim thanh khoản thấp lắm nên là dễ cái câu chuyện là chỉ cần súng một độ một nhóm cái dòng tiền vào là sẽ tăng khá là mạnh. Em kiểm tra lại cái phần về Hòa Phát ở cái EMA á, giải pháp EMA để xem nó có sắp xếp đúng theo quy luật không á. Thì thưa với anh chị là anh chị tự kiểm tra được ạ. Hòa Phát đã sắp xếp đúng lại quy luật từ cái ngày 21 tháng 12 cơ. Đã sắp xếp lại đúng quy luật là giá trên cùng EMA 5 phiên, EMA 20 phiên, EMA 50 phiên và EMA 100 phiên theo đúng quy luật của giá và nó nằm trên phía trên. Còn á về Ichi thì không có gì phải lo cả anh chị. Ichi tốt. Ok, Hòa Phát hướng tới là như vậy. Anh chị đừng có nhắn tin vào inbox bởi vì inbox sợ em quên lắm. Em thống kê em tổng hợp một lần luôn ở như cái dưới video này. Anh chị để lại cái mail ngay dưới video này luôn giùm em có được không ạ? Sợ là mail rác à? Không sao đâu ạ. Thực ra thì ít người xem video của em lắm, không có lo là nó lấy cái mail đấy nó gửi cái gì đâu ạ. Mà thôi không, nếu mà anh chị nào mà ngại cái câu chuyện sợ mail rác á thì thôi được rồi, inbox em để em thể tổng hợp thêm mail cho bên inbox cũng được. Ok ạ. Dạ ok anh chị nhá. Hiện tại á thì vẫn chưa đủ 100 like cho buổi sáng nay á. Em kỳ vọng hôm buổi sáng nay 100 like anh chị mới cho em 60 like à. Cho em 100 like đi ạ. Em cập nhật cho. Em cập nhật thị trường. Tí chút nữa em cập nhật thị trường, cập nhật từng cổ phiếu một, điểm mua điểm bán cho. Mai mốt nếu anh chị thích á, ủng hộ em cập nhật điểm mua điểm bán cho. Tiếp theo á là cái gì nhỉ? Tiếp theo là Vinamilk. Vinamilk á, cái lúc mà nhà nhà nói về Vinamilk, người người nói về Vinamilk, thậm chí cả em cũng nói có lúc sai về Vinamilk á. Em có nhận sai một lần này, em nhận định không, bởi vì em không có điều khiển được cái, tức là không có cái dự báo được về cái lực mua bán của khối ngoại á, nên em có lần là dự báo về giá vùng đáy tạo đáy của Vinamilk sai, em có nhận sai đấy. Nhưng bây giờ có người bao lỗ cho mình rồi đấy, có thằng FNN á, thật ra nó mua hay không mua, hay mua ở trên sàn hay mua ngoài sàn không biết, nhưng cái tin á, đăng ký mua của nó á, là gần như nó đã tạo đáy rồi. Và cái tín hiệu rõ ràng nhất của việc tạo đáy đó là ở vùng đáy á, nó tạo ra một cái gap và vừa rồi nó vừa lấp gap xong thì ngày hôm qua và hôm kia nó tăng lại, thì nó sẽ có một phiên tăng vượt cái bữa phiên tăng mạnh mà tạo gap á, để chứng minh rằng là Vinamilk tạo đáy cho anh chị coi. Vì đó, vì lý do là nó đã tạo đáy như thế, đúng không? Vì lý do nó đã tạo đáy như thế nên em kỳ vọng rằng là xong rồi đấy, Vinamilk không giảm nữa đâu, không có lo lắng gì đó. Anh chị nào ôm Vinamilk mà hôm bữa mua được giá trăm, hôm bữa mà canh được cái giá thấp, nhưng mà thực ra ít người canh được lắm, 122 á, 122 á, để đẹp cú được cú mèo luôn, không giảm nữa đâu anh chị lo. Nó tạo một cái gap, tạo một cái gap, gap gọi là cái gap lợi, gap lớn á, gap lớn ở cái phiên ngày 29 tháng 12 á, phiên cuối năm á, thì cái phiên đầu năm ngày 29 tháng 12 là chưa phải cuối năm, còn phiên 30 tháng 12 nữa, thì phiên 30 tháng 12 lấp gap, phiên đầu năm lấp gap tiếp phiên hôm qua, và là nó đang yếu lại để tích lũy. Thì em kỳ vọng là phiên hôm nay và phiên ngày mai á sẽ có cái việc vượt cái đỉnh của phiên ngày 29 tháng 12 á, thì anh chị coi như là Vinamilk đã lấp gáp xong. Và nhìn vào MA của MACD của Vinamilk á, từ vùng âm 4 á, tức là tại vị trí mà ngày 29 tháng 26 tháng 12 á, là MACD của nó là âm 8, bởi vì MA là nó có hai cái thái cực. Ở không là vùng cân bằng, dưới là vùng giảm quá mức, trên dương là vùng tăng quá mức. Thì thường thì á, có những thời điểm á, vụt xuống vùng âm 4 là khá là thấp, còn nếu vùng dương thì nó khoảng dương 6. Anh chị vào cái MACD cập nhật á, anh chị biết cái này thì những anh chị nào chưa hiểu thì mai mốt em sẽ làm riêng một cái bài phân tích riêng về MA với lại MACD với EMA với lại Ichimoku cho anh chị. Nhưng mà hôm nay em cứ nói cho những người hiểu đã. Thì MA rất là tốt, tích cực, mới cắt à. MA tức là cái chỉ báo mà cắt của MA mới cắt hôm 28 12 á,
thì chắc là cắt lần này thì cắt chắc luôn này, lên này, không xuống nữa đâu. Em kỳ vọng là không xuống nữa, em dự báo là không xuống nữa. Nó giống Kinh Bắc á, có một thằng bao lỗ cho anh chị rồi. Thằng ép anh em nó đưa cái tin đó, nó mua hay không em chưa biết, nhưng mà nó bao lỗ. Nó cảm giác tạo cái cảm giác là ổn định hơn. Tất nhiên Vinamilk nó vẫn có một cái tiềm ẩn rủi ro, đó là có một số cái ông trời đánh nước ngoài á, ông đem cổ phiếu ra bán như điên á, là em không có dự báo được. Nó gọi là những ông trời đánh á, hay là gọi là, nó nếu mà nói cho nó văn hoa tếu á, thì là những ông chí phèo mang cái mác là Tây á, nó bán mà đợt trước em phải nhận sai luôn, mà nó bán kiểu này đúng là chí phèo luôn. Em không dự báo được cái lực bán của nó định bán như thế nào. Ok ạ, Vinamilk nhá, 122, anh Mai Tuấn mua được 122 à, giỏi quá à. Tuyệt, cú mèo luôn. Cập nhật thêm cho anh chị cổ phiếu Cô Tích Công thì em dự báo hôm nay và ngày mai sẽ tăng mạnh. Để em xem lại cái bảng giá hôm nay xem. Đến ngày rồi, tăng mạnh. Nó sẽ giống Hòa Phát, sẽ công phá vùng 185. Hôm nay nó sẽ công phá vùng 185. Kỳ vọng là hôm nay, trong phiên hôm nay hoặc ngày mai, nó sẽ công phá vùng một giá 185.5 á. Giá 185 tại ra là cái gì anh chị biết không? Là cái span B á, tức là cái mây trên á. Cái mây trên của nhìn cái Ichimoku, anh chị thấy có một cái mây. Thì Cô Tích Công đang cái trạng thái là ở dưới mây, nhưng mà dưới mây tích cực nha. Cô Tích Công là dưới mây tích cực. Bởi vì dưới mây là cái trạng thái của MACD là nó là của EMA hay là của SMA á, nó là gọi là trạng thái đeo fake, trạng thái là cái thời điểm hợp lý để gia tăng tỷ trọng ở Cô Tích Công. Là những cái trạng thái như thế, còn ta gọi là trạng thái dưới mây tích cực. Và nó đang có cái dấu hiệu của công phá mây, giống đợt họ phá công phá mây á. Thì lần trước lúc mà nó đi lên, nó chạm cái vùng đó là nó giảm lại ngay, 185 nó giảm lại. Là lần đầu tiên sức mạnh của nó chưa đủ, nó giảm lại, nó điều chỉnh. Có lần em nói về cái việc mà nó tích lũy, nó điều chỉnh, nó lấy sức mạnh để nó đạp qua cái cánh cửa chỗ 185, cái vùng mà mây trên á. Thì lần này, chiều hôm nay nó sẽ công phá. Hôm nay hoặc ngày mai em dự báo theo đếm theo ngày, thì hôm nay ngày mai nó sẽ công phá mây vùng 185. Em dự thì nó sẽ chưa qua và nó sẽ lại lùi lại một chút xíu nữa. Nhưng không chừng giống như là trường hợp em dự Hòa Phát, nó lao qua luôn. Nó lao vượt qua luôn 185 luôn. Thì nếu nó vượt ẩu như vậy á, tức là nó mạnh quá, nó khỏe quá, thì nó sẽ phải đứng lại nó thở. Tức là nó sẽ lùi lại tí giống Hòa Phát hôm bữa mà vượt 43 á, nó vượt hẳn 43 luôn. Sau đây là nó đứng lại nó thở, 4-5 phiên nó lùi lại, nó lùi lại vùng đó. Thì cái chính cái vùng đó lúc đầu nó là điểm kháng cự. Thì khi nó vượt mạnh coi rồi thì nó lại là điểm hỗ trợ, và ta lại coi đó là vùng hỗ trợ. Thế là đến đó nếu mà nó hỗ trợ được thì nó tăng tiếp. Thì Hòa Phát với lại Cô Tích Công nó giống nhau như thế. Về mặt MACD của Hòa Phát á, à của Cô Tích Công á, của Cô Tích Công á, đây anh chị, thì nó đẹp hơn cả Vinamilk luôn, đẹp. Còn kiểm tra luôn cái EMA của Cô Tích Công á, thì khỏi nói luôn, anh chị tự kiểm tra luôn. Cái EMA em bày cho trong cái video của em mà phân tích cơ bản cho nhà đầu tư mới á, phân tích cơ bản nhà đơn ở dưới á, à gọi là cái những cái vấn đề cơ bản á, em không nhớ cái tựa đề nữa, nhưng mà cái video hôm em làm hôm Tết á, có 3,000+ người xem á, đó video đó, thì anh chị sẽ tự kiểm tra cái EMA dưới EMA. Cái này không phải tự em nói em bịa đâu, em không phải là cái người mà đưa ra cho anh chị cái ngọn là theo tôi là, không phải. Em đưa ra bản chất vấn đề và anh chị tự kiểm tra được, tự làm đấy được. Như thấy em bày rất là tốt. Em sẽ mai mốt em bày cho anh chị nhiều chỉ báo khác nữa, thậm chí cả chỉ báo tài chính luôn. Từ từ em làm, không gấp được. Em bày của thằng này tốt, đang bóc tách ra, đang tách. Hôm nay nó sẽ tách mạnh. Nó đang lằng nhằng, nhưng mà hôm nay nó sẽ tách cho thành quy luật rõ ràng. Giá trên cùng 5 phiên, 20 phiên, 50 phiên, 100 phiên, cả SMA và EMA anh chị kiểm tra cả luôn đều đúng như thế. Còn MACD thì nó hơi chập lại nhưng chập ở trạng thái tích cực, và cái việc cơ bản của nó thì không phải nói nữa, anh chị ai cũng biết về cơ bản của Cô Tích Công rồi. Cô Tích Công năm 2016 khỏi lo luôn, tốc độ tăng trưởng qua năm 2016-2017 đảm bảo duy trì tích cực, vẫn tăng trưởng từ 30-50%, doanh thu lợi nhuận vốn chủ sở hữu. Em đã phân tích một lần bài về Cô Tích Công rồi, cái video cái đây chắc khoảng tầm 7 cái video về trước á. Chút xíu này em có đăng một cái link mà em lưu các video, thực ra là nó nằm trên YouTube á. Nhưng mà em, anh chị có nhiều người không cập nhật cái YouTube của em. Anh chị chỉ cần vào Google gõ trực tiếp chứng khoán và tìm theo video á, thì sẽ ra tất cả những cái video trực tiếp chứng khoán của em. Em đăng lại trên YouTube á, gõ trên Google á là trực tiếp chứng khoán, sau đấy tìm theo là tìm video.
tìm video á thì nó sẽ ra. Hay ra là nhìn cái mặt em là anh chị biết ngay à. Được không anh chị? Cứ tìm như thế là sẽ ra, cứ vô Google search gõ là trực tiếp chứng khoán là nó sẽ ra cái mặt em. Là em lưu hết tất cả video trên YouTube. Anh chị cứ ai muốn xem lại video nào thì xem ở đó. Hy vọng rằng là những cái video của em sẽ sau này sẽ là cái kiến thức gọi là bốc nói là kiến thức nói vui là bốc phét đấy, hay là nhưng mà nói thật thì nó là những cái kiến thức cơ bản để những người mới không có phải dân tài chính cũng có thể nghiên cứu về lĩnh vực tài chính đơn giản thôi. Em kỳ vọng như vậy thôi. Em nói, em làm, em dám nói, em không sợ đâu. Em đứng nói với anh chị thế này là em dám nói. Đó là cái thứ nhất. Em cũng cố gắng á, chứ em cũng không thích, cũng không phải là người của công chúng. Nhưng mà em nói làm sao, em cố gắng em kiếm cách làm sao để nói cho mọi người hiểu nữa, hiểu về bản chất sự việc, chứ không phải hiểu cái ngọn. Không phải là do là có nhiều cái nhà, cái ông phân tích là cứ hô là theo tôi là như này, theo tôi là, em không có theo tôi, mà em căn cứ vào cái thế nào và em làm như thế nào. Chỉ anh chị biết là em làm như thế và anh chị tự kiểm tra được, sau này không cần đến em nữa. Anh chị tự làm mà tự nghiên cứu vấn đề được không ạ? À, ủng hộ em nhé, cho một tràng vỗ tay được không ạ? À? Ok, cô Tích Công, Tích Công khỏi nói luôn. Ngành dược thì thực ra là nhịp hồi nó giảm quá, nó tăng. Tôi nói ngành dược nữa, em nói đến cổ phiếu Thế Giới Di Động. Thế Giới Di Động thì anh chị sử dụng cái phương pháp phân tích giản đơn của em á, để tìm ra cái việc tắt rẻ của Thế Giới Di Động. Mọi người bảo giá nó cao, thực ra nó không cao. Sau cái thương vụ mà cái cổ phiếu ESOP về room mới ra, khối ngoại mua một phát hết luôn, hết hơn cái phần mà hở room, thì có rất nhiều nhóm mua để bán nhưng mà bán không được. Bán không được cho khối ngoại vì khối ngoại nó đã có cái đầu mối rồi, nó mua hết rồi. Thế là đem lên sàn tán cái phiên cách đây cuối năm á. Nhưng em nghĩ là cái việc đó chỉ là mang tính chất ngắn hạn thôi, về mặt dài hạn Thế Giới Di Động phải lên cùng 180-200. Đó anh chị coi, chờ đi anh chị. Bởi vì cái động lực tăng trưởng của Thế Giới Di Động trong vài năm tới á, còn dư địa còn lớn lắm. Mà em được biết là khả năng là sau khi giành được cái thị phần khá là lớn ở phần mảng Thế Giới Di Động và mảng điện máy xanh, thì Thế Giới Di Động khả năng sẽ hướng sang một mảng nữa, đó là mảng bán lẻ, cũng là cùng ngành nghề thôi, nhưng mà mở rộng theo hướng theo chiều sâu, chứ không phải là mở rộng theo cái chiều rộng. Nó chiều sâu đó là phục vụ bán lẻ, người ta bán lẻ thương mại và bán lẻ, thì sẽ làm thêm một cái món nữa, đó là bách hóa xanh. Kỳ vọng năm 2017 sẽ có khoảng 200 cửa hàng bách hóa xanh trên toàn quốc. Bách hóa xanh nó giống Copmark với Sacha với lại BC á. Thế Giới Di Động làm được cái mảng đó nữa thì em biết được rằng là món đấy lời không ít đâu. Nhưng mà Vincom làm được, Vincom làm bất động sản đi, làm món đó sao làm? Không có kinh nghiệm bán lẻ, không có kinh nghiệm phục vụ người ta. Đi xây thì không thể bán được. Dù có nhiều tiền, phải có kinh nghiệm giống như Thế Giới Di Động nó làm thì mới được. Đi với các cửa hàng ở Thế Giới Di Động á, nhân viên chào gọi là người ta gọi là cái tinh thần phục vụ rất là cao lắm. Thế nên là cái anh Tài, chủ tịch hội đồng quản trị á, anh ấy mới nói với nhà đầu tư, mà nhiều khi nhà đầu tư phật lòng vẫn là câu chuyện là nó xếp lần lượt như này: khách hàng là số 1, nhân viên là số 2, nhà đầu tư là số 3 thôi. Trong giai đoạn mà doanh nghiệp đang phát triển, tức là đang muốn lớn á, hồi nãy câu chuyện là không chịu lớn, còn Thế Giới Động là đang muốn lớn nhanh, cố gắng lớn nhanh, thì khách hàng là người đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì là xếp thứ nhất. Những người mà phải làm nhiều việc để cho doanh nghiệp nó lớn, đó là cán bộ công nhân viên, để người ta không cảm thấy bị thiệt thòi, người ta không biến thủ công quỹ, người ta không tham ô, người ta không tham hối lộ, người ta không tìm cách để mà giấu giếm lợi nhuận, thì phải ủng hộ người ta bằng việc ESOP. Thì được xếp, anh Tài xếp thứ hai, là nhân viên được xếp thứ hai, cán bộ công nhân viên được xếp thứ hai, còn nhà đầu tư chỉ được xếp thứ ba thôi. Em thích cái tư duy của anh Tài. Thế Giới Động thì còn về cái kỹ thuật thì chắc là hôm nay hoặc ngày mai thì Thế Giới Động sẽ tăng lại thôi, tăng mạnh thôi, tăng vượt 160 á, anh chị để ý nhá. Anh chị tự kiểm tra được, cái này khỏi em kiểm tra đi, anh chị tự kiểm tra dùng chương trình nhé, kiểm tra. Hôm nào em quay được màn hình nền thì em kiểm tra màn hình nền. Cho em một phút em cắm cái sạc cho cái máy tính em nó hết pin rồi ạ. Anh chị vẫn chờ nhá. Hôm nay là lần đầu tiên mà có khoảng tầm hơn 100 người đang xem em nói ạ.
Thì hôm nay chắc khả năng video này có chắc khoảng tầm 4.000 người xem á, 4-5.000 người xem á. Ok anh chị, em cắm cái nó cái ạ. Sáng hơi đẹp hơn rồi anh chị ạ. Mạng tốt lắm ạ. Còn cái chốt số 5 tài chính á, 31/12 thì em có thông tin lợi nhuận của Thế Giới Di Động 5 rồi ạ. Nhưng mà cái này chưa báo lịch được, em mới cập nhật thôi. Cho em 5 ngày đi. Em sẽ làm cái báo cáo cập nhật cái này cho anh chị, báo cáo đàng hoàng luôn và cả về phân tích luôn. Thì em sẽ cập nhật lại cho anh chị. Còn kết quả kinh doanh có rồi, kết quả kinh doanh cập nhật có rồi, có rồi, em có cập nhật, nhưng mà chưa gửi các anh chị được à, bởi vì cái thông tin này mới nhận từ bên phòng IA của bên Thế Giới Di Động thôi. Ok anh chị nhá, kết quả kinh doanh anh chị không phải lo, đảm bảo với anh chị luôn là năm nay là hoàn thành, gọi là thành công rực rỡ cái kế hoạch của Thế Giới Di Động. Còn cái kế hoạch mà 60.000 tỷ, 65.000 tỷ á, doanh thu á, anh chị tính cái trung bình trên tháng của các cửa hàng thôi, nhân lên vẫn cứ tốc độ không tăng, không cần tăng trưởng luôn, đạt kế hoạch của cái anh Tài đưa ra luôn. Đó là về Thế Giới Di Động. Em dừng Thế Giới Di Động ở đây nhá. Các chị báo kỹ thuật thì anh chị tự kiểm tra được không ạ? Hay có cần em nói lại không ạ? Anh chị nào không kiểm tra được để em nói lại ạ. MACD, Ichimoku và EMA ạ. Thêm R, tức là phân kỳ của RSI nữa. Được không ạ? Thế Giới Di Động thì hôm nay là tăng, nếu mà tăng vượt năm 158 luôn thì một chu kỳ mới bắt đầu. Hết nhỉ, hết cái thông tin vớ vẩn liên quan đến cái vụ ESOP về trước rồi. Tích lũy hết vào giá rồi ạ. Ok ạ. Mới có 99 cái like thôi, anh chị chia sẻ cho em trên mấy cái nhóm nữa, trên 100 like phát em thích like, chia sẻ có nhiều người like vui. MWG nè, xong vụ MWG nhá, mình luôn đi, mình luôn cái vụ EVE đi. EVE là doanh nghiệp mà em dự báo cuối năm á, EVE, Vinasun và HRX. Anh chị xem EVE tốt, EVE cuối năm bán hàng tốt lắm ạ, chăn ga gối đệm ấy ạ, Everon ấy ạ, cơ bản tốt, về kỹ thuật cũng tốt nữa, kỹ thuật em kiểm tra rồi nên em không nói lại nữa, tốt, tích cực, có thể gia tăng tỷ trọng với EVE. Cập nhật nhá, EVE chăn ga gối đệm Everon nhá, từ vùng đáy đi lên nhá, em rất ít chơi những cổ phiếu từ vùng đáy đi lên, nhưng mà với EVE thì em chấp nhận EVE và Kinh Bắc, bởi vì em có những căn cứ để mà cho rằng là sẽ có bao lỗ không giảm nữa. EVE, Kinh Bắc và Vinamilk là những cổ phiếu mà ở vùng dưới đi lên. Em ít chơi những cổ phiếu này lắm. Thường thì em chơi những cổ phiếu mà đang có xu hướng đi lên thôi. Hoa sen, hoa phát thôi. Nhưng mà những cổ phiếu mà em cảm thấy là ổn là chơi được. Dòng banh thì chiều qua nói rồi, em xem lại video chiều qua của anh Thắng về dòng banh nhá. EVE nó giống Hoa Phát ở một cái điểm là 24.1. Là cái vùng mây trên á, mây trên của EVE á, hỗ trợ ở đây, xem hỗ trợ ở đây đi. MACD của EVE thì đẹp như là thế Vinamilk luôn. À nó hơi giống cô Tây Công, EVE hơi giống cô Tây Công. Được đấy anh chị ạ. Còn EMA thì bên EMA thì EVE thì ok luôn, rất đẹp luôn. Nếu mà dùng EMA thì EVE cực kỳ đẹp. Xem thêm con HAX ô tô hàng xanh nhá, đang tăng tốt, hôm qua là không vượt đỉnh được, nhưng khả năng nếu hôm nay duy trì được cái mức giá ở đó thì sẽ vượt đỉnh luôn. HAX là một dạng cổ phiếu vượt đỉnh, một dạng cổ phiếu vượt đỉnh, nó mà vượt đỉnh thì nó sẽ đi về 60.
40 về 60 á. Đó anh chị coi em HX á, ô tô hàng xanh ấy ạ. Lợi nhuận đến từ thưởng doanh số của hãng. Mệt. Và doanh thu năm nay do cái thằng BMW nó bị bê bối thu hồi xe ở Trung Quốc, ở Việt Nam. Và cái đơn vị mà đại lý độc quyền của BMW ở Việt Nam cũng gặp rắc rối. Nên mệt mà do HX bán, ô tô hàng xanh bán sẽ tốt, doanh thu sẽ tốt. Càng cuối năm người ta mua ô tô với mua nhà nhiều lắm. Ô tô á, Việt Nam mình mua ô tô nhiều, MACD tốt. Mây mưa thì tuyệt vời, khỏi cần lo luôn. HX về cái chỉ số EMA á thì tuyệt. Thực ra nó tuyệt từ cái hôm bữa 16 tháng 12 cơ. Mạng hơi yếu anh chị đúng không? Kinh Bắc thì nói đi nói lại rất nhiều video rồi. Kinh Bắc thì giống như cổ phiếu Vinamilk đi lên, có người bao lỗ. Đó là lực mua của chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký mua và mua cổ phiếu quỹ. Với lại hai nữa là nó là cái cổ phiếu giảm từ vùng 19 xuống. Nhìn phân tích kỹ thuật thì anh thấy nó tốt, tạo đáy rồi. Nên là kỳ vọng nó sẽ tăng, nó sẽ có một nhịp tăng hồi tốt, nó sẽ lình trình ở vùng này lấy 1, 2, 3 phiên thì đấy, nó phụt cái lên 15 liền mà. Con này thì đặc điểm của nó vậy, trước đây nó làm như thế và sau này nó làm như thế và nó đã là cái cách làm của cái cổ phiếu thì nó cứ như vậy thôi ạ. Tin anh đi ạ, hôm qua nó chứng lại bởi vì nó đang cái vùng dưới đi lên. Nếu mà xét về EMA á, thì nó đang cố gắng sắp xếp lại cái xu hướng là giá trên đường 5 và hôm qua nó gặp cái đường 20. Hôm qua giá nó gặp đường 20 nên nó chứng lại. Hôm nay khả năng nó sẽ sắp xếp lại và cũng là cái vị trí cắt của đường 5 với đường 20. Nó là vùng đi dưới đi lên. Cổ phiếu vùng dưới đi lên thì sẽ hơi khó phân tích ở sử dụng cái EMA. Anh chị thử xem con Kinh Bắc đi để biết được cái EMA khi mà vùng dưới đi lên. Và mai mốt em sẽ bày cho cái cách bắt cái Kinh Bắc này. Đỉnh thì nó đang vùng dưới đi lên, không có đỉnh đâu em ơi. Dưới lên nó phải lên đến khoảng tầm 15 16. Từ 19 xuống chắc khoảng 15 16. Anh kỳ vọng rằng là cái vùng chứng nhất á, là cái vùng mà 100 phiên á. Tức là Kinh Bắc lên cái vùng giá 100 phiên của nó là khoảng tầm 15.8 á. Vùng đó nó sẽ lình xình bởi vì vùng đó là vùng cứng của Kinh Bắc. EMA á, EMA 100 phiên á. Mọi người xem cái vùng EMA mà trong cái video trước á, em hướng dẫn về cái xem EMA á, có quay màn hình á. Xem lại cái đó đi ạ. Video ngày mùng 2 tháng 1 á. Có hai cái video anh chị cần xem mà em hướng dẫn cơ bản, đó là ngày 30 tháng 12 năm 2016 và mùng 2 tháng 1 là hai video cơ bản anh chị xem cái cách hướng dẫn của em làm và anh chị xem qua để tự mình xem được á, không phải nhờ ai xem hết á. Tự mình xem cổ phiếu được á, mai mốt anh chị tự xem luôn khỏi cần em. Còn cổ phiếu nào cần xem nữa không ạ? Hoàng Quân em anh không theo dõi VHC ạ. À. Cái này là không theo dõi về mặt cơ bản, còn anh chị bảo em xem thì em xem thôi nhá. Bởi vì em chọn cổ phiếu trên cơ bản, trên nền cơ bản. Còn anh chị bảo em xem thì em xem, em không có xem cơ bản thì em không biết. Xem về mặt kỹ thuật. Nhưng mà xem này cũng giống như thầy bói xem voi thôi. Không hiểu về mặt cơ bản, không có sự liên kết giữa cơ bản và kỹ thuật á. Thì xem như thế này nó gọi là thầy bói xem voi á. Bởi vì không hiểu về mặt bản chất của sự định gọi là cái gì á, kỳ vọng tăng giá. Vì không hiểu cơ bản nên không biết cái bản chất của kỳ vọng tăng giá. Thì cùng đồng ý kỹ thuật thì bản chất của kỹ thuật nó là dùng giá của quá khứ để suy đoán hồi quy của tương lai. Nhưng không hiểu về bản chất của tăng giá mà suy đoán như vậy là thầy bói xem voi. Giá nó có thể không đi theo cái lịch sử quá khứ đâu. Nó sẽ bị cái kỳ vọng tăng giá này, nó bị cái cung cầu, nó sẽ làm cho cái phân tích kỹ thuật nó sẽ gặp những vấn đề nhất định. HAG và HNG thì đang tạo đáy. Tạo đáy tích cực cho giá cao su, giá dầu nó có tích cực lên, tích cực trở lại. Khả năng cao thì sau khi phát hành thành công 950 tỷ cho một cái ngân hàng nào đó, hình như là phát hành kiểu trái phiếu em dự báo thôi, chắc là cấn trừ nợ gì đó. Thì đang có dấu hiệu của Hoàng Anh Gia Lai là sống lại. Từ từ sẽ sống, nhưng mà sống mà để tăng lại một cách mạnh mẽ thì chưa có đâu. Chỉ là nhịp hồi để thể hiện rằng là không còn giảm nữa thôi. Thì cái đánh hai con này thì canh theo giá mũ cao su đánh thôi. Cái này cơ bản thì em chưa đánh giá, có chẳng có gì cơ bản cả. Nó xấu quá về mặt cơ bản nên là đánh giá cơ bản không đánh giá được. Masan thì PE của nó cao quá.
Masan có một cái đặc điểm là nó làm ăn rất là tốt nhưng mà lợi nhuận nó bốc không bao nhiêu hết á. Các nhà đầu tư nước ngoài rất thích nó, không biết thích vì cái thích vì hình như thích vì cái quy mô nó lớn, thích nữa cái nữa là thị phần bán lẻ của nó, thị phần sản xuất sản phẩm bán lẻ mì gói rồi chiên su rồi các thứ á, với lại thị phần của nó về mặt khai khoáng cũng tốt nữa, nên là người ta thích cái đó. Mà em không đánh giá được cái món này, khó đánh giá lắm. Hoàng Quân bất động sản không đánh giá đâu em ơi. Hoa Sen tăng mạnh rồi em. Ô chết mẹ, nó tăng mạnh rồi à? Đâu? Vâng, cảm ơn ạ. Hoa Sen tăng rồi ạ. 4 phiên, 3 phiên. Em dự báo đúng mà, hôm nay là phiên tăng mà. Đúng rồi. Vẫn là hoa sen Hòa Phát, động lực tăng giá của nó đến từ kết quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh, tăng trưởng kết quả kinh doanh năm 2016 và nửa đầu năm 2017 của hoa sen Hòa Phát và ngành thép vẫn duy trì mức độ tăng trưởng rất là cao, mà giá của nó lại mềm so với nhiều người nghĩ là mềm, trong việc là cái giá 40-50 nó mềm, nó rẻ hơn là giá trăm mấy 200. Chứ còn thực ra nếu đánh giá thì đúng là ngành thép nó rẻ thật. Nó rẻ thiệt, rẻ nếu mà đánh giá, nhưng mà cái động lực tăng giá này sẽ không duy trì lâu dài đâu anh chị nhá. Động lực tăng giá là đến kết quả kinh doanh nhá, bởi vì năm 2016, 2017 nó là đến từ cái lợi thế là hàng tồn kho, chi phí vốn thấp. Và năm 2016, 2017 là năm mà bất động sản hồi phục và tăng trưởng mạnh, nên là tiêu thụ thép nó tăng cao. Còn 2018, 2019 đừng mơ, không có đâu, không có cái duy trì tốc độ tăng trưởng 70-80%, 100% của Hoa Sen Hòa Phát nữa đâu ạ. Em kỳ vọng em dự báo là như vậy. Nhưng mà trong ngắn hạn thì anh em mình đầu tư ngắn hạn, nên là nửa đầu năm 2017 thì động lực tăng giá của nó vẫn còn mạnh là đằng khác. Nên hướng tới của Hoa Sen chắc 55 như em nói đấy ạ. Thôi em dừng like ở đây nhá. Có gì thì chiều quay, nếu mà không bận thì em sẽ quay lại với anh chị nhá. Anh chị để lại cái địa chỉ mail với lại các thứ để em gửi cái file cập nhật. Bỏ lại địa chỉ mail đi ạ, mail với số điện thoại, hoặc là nhắn tin cho em cái số điện thoại em để lại đấy ạ. Với thêm nữa em cập nhật một thứ nữa là em có một cái nick mà chưa đầy 5.000 bạn. Anh chị nào muốn kết bạn cũng là Lê Văn Thắng luôn, thì anh chị vào cái nick này, cái nick em để phía dưới cái link dưới này này, kết bạn thì em sẽ đồng ý kết bạn. Bởi vì cái nick hiện tại em đang like này thì nó đủ 5.000 rồi, anh chị có thể theo dõi thôi chứ không có kết bạn được nữa. Còn đây là cái nick mà Lê Văn Thắng này, là nó là facebook.com sau đấy sượt diễn đàn chứng khoán Việt Nam á, thì đó là cái nick của em luôn, em dùng làm nick cá nhân thứ hai để kết bạn với anh chị nào mà chưa kết bạn. Chẳng sao làm bạn bốn phương mà, tứ hải giai huynh đệ mà. Chào anh chị nhá, bye bye ạ. Hẹn gặp lại anh chị vào một cái video khác ạ.